Hello, chào tất cả các bác và toàn thể anh em nhé. Em lại tranh thủ lên một số mã. Hôm nay thì có rất là nhiều mã và đến từ nhiều cái hiệu lớn. Đầu clip ấy thì em sẽ lên một mã, đó là mã đến từ hiệu CK Corvin Clean Jean. Đó. Thì em nói một chút chuyện vui. Thực sự em thì nói không phải mê tín, nhưng mà em thực sự em là người mê tín các bạn. Ví dụ như là cái mã quần này này, vòng bụng của nó đo thực sự nó là 53 các bác nhé. À, vòng đùi đo thực sự nó là 53, nhưng mà em lại lùi nó xuống thành 52, vì em đã nói rồi, em mê tín lắm. Cho nên là với khách hàng thì em luôn tránh cho phải những cái số như kiểu là 49 và 53. À, ví dụ như là vòng đùi nó mà là 49 ấy, thì em lại lùi xuống thành 48 các bạn. À, tránh luôn, tránh cái số 49 53 cho mọi người. À, đấy là một chút vấn đề, kể cả là các cái mã đấy các bạn. Hiếm khi mà em mà không để ý rồi là có chót ghi, ví dụ như là mã 49 hay là mã 53 đó, thường em sẽ rất là hay để ý. Những cái mã như là 49 53 hầu như là sẽ cực kỳ hiếm gặp, trừ cái trường hợp hãn hữu mà em không có tập trung, không có nhớ ra cái việc đó. Đó. Đấy là một vấn đề, một câu chuyện vui quanh vấn đề em bán đồ second hand giao lưu mọi người. Với một chuyện nữa là, nói chung là cũng có rất là nhiều bác bây giờ mới biết đến kênh của em thì bán giá rất là hợp lý, đặc biệt là các bác ở Hà Nội cũng như là nhiều các cái tỉnh khác ở trong miền Nam, thì bây giờ mới biết là cái kênh của em là một trong những kênh mà bán uy tín và giá rất là hợp lý. Chứ như trước đây thì các bác thường xuyên phải chịu thiệt thòi mua những cái quần jean cũng là đồ second hand thôi, nhưng mà giá cao ngất ngưởng, bị người ta chặt chém không thương tiếc luôn. Đấy. Thế thì em thì cũng bán đồ second hand, thì đầu tiên khởi điểm em bán là em bán giày, giày second hand, nhưng mà sau thấy thấy nhiều cái nó bất bình, vì tại sao người ta lại bán quần jean với giá cao khủng khiếp như thế mà nó chỉ là đồ second hand thôi. Thì em cũng quyết tâm là cũng nhập cái hàng second hand quần jean về để làm sao để giúp cho mọi người mua không bị mắc, không bị người ta chặt chém quá đáng quá. Đó. Thôi em không luyên thuyên thêm nữa. Bắt đầu vào mã đầu tiên, đó là một chiếc quần CK cho các bác nhé. Đó. Màu rất đẹp luôn ạ. Đây, có thể gọi là màu xanh bạc nhá. Quần này độ mới còn rất cao, hiệu CK. Đây, mọi thông số chỉ số này. Mã là E203 này. Đó, vòng bụng á, vòng bụng 83 ấy mọi người. Ống 16. Đùi là 52 các bác này. Chiều dài của quần là 97. Đó, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn. 250k cho mã quần jean đến từ hiệu CK này nhá. Quần này thì người ta đã lên gấu rồi mọi người ạ. À, người ta vẫn giữ nguyên cái gấu của nó, nhưng người ta đã lên gấu rồi. Nếu như anh em nào mà vừa với cái chiều dài 97 này thì càng tuyệt vời luôn nhé. Còn nếu mà phải hụt một chút, khoảng một phân thì cũng không hề ấn gì, một phân hoặc phân giữa không hề ấn gì. Còn nếu mà thừa một chút thì hoặc cắt gấu hoặc không, nhưng mà cũng cố gắng khi cắt gấu thì để chỉnh sửa thì cố gắng giữ lại cái gấu cũ ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Em cũng nói luôn là các bác mua hàng bên em thì cứ cọc 50k giúp em. Chứng khoán đủ thì em bao ship các bác luôn. Ok. Lên một mã đến từ một thương hiệu của Mỹ. Đó là hiệu American Eagle. Đó. Dịch nghĩa thì nó là đại bàng Mỹ thôi, chả có gì cả. Nó là con chim ó. Miền Nam gọi là chim ó Mỹ. Đó, chỗ này thiết kế lủng này. Chất liệu co giãn nhẹ. Mã là E210 này. Vòng bụng là 88, ống 18. Đùi là 58.
chiều dài quần đúng 100 cho, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn. 150k cho quần này, 150k, anh em có thể mặc đi chơi cũng được, đi lao động, đi. Nói chung là tầm giá 150k là đối với nhà em gọi là giá học sinh rồi. Đó, đây sẽ là phía sau của quần nhá. Và quần này thì tuy đã qua sử dụng nhưng mà ok, đi chơi thì vẫn còn chất và đẹp lắm nhá mọi người. Đó, chuyển khoản đủ bao ship anh em luôn ạ. Tiếp tục lại lên một em quần đến từ hiệu CK nữa này. Đó, lại một em CK, hiệu nổi tiếng, đang đứng số 1 thế giới ấy, mọi người ạ. Đang thống trị ngôi vị số 1 của thế giới về đồ jean. Đó, đang là hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Mã của quần này là E205 này. Vòng bụng 89. Đó, vòng bụng 89 nhá mọi người. 89, 88 là vừa. Ống 19. Đùi 61 này. Chiều dài quần đúng 100 ạ. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 290k quần này. Vì độ mới rất là cao. Đó, phía sau này, đó mọi người có thể thấy nhá, phía sau miếng táp này, miếng táp bằng da thật luôn nhá mọi người, da thật rất là đẳng cấp xịn sò, và bề mặt thì là da lộn nhá. Đó, Corbin Clinchin, hiệu hàng đầu thế giới hiện nay, đang đứng số 1 thế giới luôn. Đó, logo này, logo của CK đấy. Gấu quần này thì người ta đã lên gấu rồi nhá mọi người, nhưng mà quần này độ mới cao lắm, lên gấu rồi. Cho nên với bác nào mà chỉ số chiều dài mà đúng 100 thì khỏi bàn luôn, 100 hoặc 99 là ok rồi, về không cần phải lên gấu, cứ thế mặc thôi. Chứ còn các bác mà bị dài, các bác về các bác vẫn phải lên gấu thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu không thì có nhiều bác thì dài thừa khoảng độ 3-4 phần cũng không thành vấn đề, cũng chẳng mà lên gấu. Chẳng qua khi mình mang ấy thì nó sẽ hơi sun sun một chút ở chỗ cổ chân thì nó cũng không sao cả, nhưng mà cũng có những bác thích mặc cái phong cách như vậy. Đó, nhìn nó giống theo kiểu những cái năm chín mấy thì nó cũng hay hơn. Đó, chuyển khoản đủ em bao ship các bác nhá. CK, một quần dáng ống đứng màu đen xám, màu đen xám quát bạc, rất là chất luôn, cực kỳ chất. Cho bác nào thích phong cách này, thích phong cách bụi, hầm hố, ngầu ngầu một chút thì đây là. Mà những cái chất vải denim như thế này thì thường có chất lượng cực bền luôn mọi người nhé. Mọi người mang vài năm nó không có xi nhê gì đâu, kể cả chục năm cũng còn chưa chắc đã hỏng được lắm, nó rất là bền luôn. Đó, đây là phía sau này, thiết kế túi này, phía sau thì không có lủng nhé mọi người. Đó, phía sau không có lủng đâu. Gấu quần cũng như là lai quần thì còn nguyên bản luôn, quần sử dụng nút này. Mã là E209 này, vòng bụng 84 là ok. Ống thì 20 vì nó là dạng quần ống đứng mà. Quần dáng Zigula này nó sẽ như vậy. Đùi 59, chiều dài là 111 cm này. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 210k cho anh em. Mã quần rất là chất và ngầu này. Tiếp đến là một chiếc quần jean với dáng Zigula tiếp này. Dáng Zigula hay gọi là dáng quần ống đứng. Đó, mọi người có thể thấy này, phần này người ta hoàn toàn là thùa nhé mọi người. Người ta hoàn toàn là thùa thêu, chứ không có phải là người ta in đâu nhá. Đó, xịn sò chưa? Rất xịn sò luôn. Đây, đến từ tên hiệu này, Big Sun. Sun này thì còn có nghĩa là nhạc nhé mọi người, có nghĩa là nhạc bãi biển đấy. Beach này là bờ biển, bãi biển mà, nhạc bãi biển. Đó, nút này
còn rất mới luôn nhá. Đó, thêu thùa ở tên hiệu ở rất nhiều vị trí trên quần. Phía sau thì sao? Phía sau cũng vậy nha mọi người. Đó, phía sau này, túi sau đó, Big Sun. Đó, đây cũng vậy luôn. Miếng táp này, đó miếng táp người ta dập này, người ta dập những ngôi sao. Đương nhiên rồi, những ngôi sao như này thì thường sẽ gặp ở trên quốc kỳ của nước Mỹ. Đó là thương hiệu của Mỹ đấy các bạn, chính xác luôn. Vòng bụng thì hơi lớn một xíu, mã là E208 này các bác này. Bác nào vòng bụng 96 97 là ok nhá. Đó, dáng Zebula cho nên là ống của nó rộng tới 23 cm. Đùi thì là 62, chiều dài quần là 108 cm. Sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật. Quần này rất đẹp mọi người ạ. Độ mới còn khá là cao, rất đẹp. Cho nên là giá của nó là 230k ấy mọi người. Đó. Ống lai nguyên bản luôn mọi người ạ. Ống lai còn nguyên bản. Chuyển khoản đủ. Giao lưu bao ship mọi người ạ. Tiếp tục là một chiếc quần jean đến từ hiệu Uniqlo, màu đen. Đó. Quần màu đen còn rất mới luôn ạ. Quần này còn độ mới còn rất là cao. Tuy nhiên là vòng bụng là hơi nhỏ một xíu nhé mọi người. Đó, mọi người thấy không? Quá đẹp không? Vòng bụng hơi nhỏ một xíu. Mã là E207 này. Vòng bụng là 75 76 là vừa. Quần này có thể là cả 77 cũng vừa luôn vì nó là chất co giãn mà mọi người. Đó. Lai quần ống quần thì sẽ là 15. Vòng đùi á 47. Chiều dài quần là 91, sản xuất tại Campuchia xuất Nhật, chất liệu co giãn. Độ mới cao nên là 230k, đặc biệt đến từ hiệu Uniqlo. À sorry mọi người. Hiệu Gu ạ. Là hiệu Gu. Hiệu Gu thì nó chỉ là cùng tập đoàn với Uniqlo thôi. Đó. Chứ còn nếu là Uniqlo thì ở trên nút quần nó sẽ dập luôn là Uniqlo, còn đây là hiệu Gu nhé mọi người. Hiệu Gu là cùng tập đoàn với Uniqlo. Nhưng mà các cái chất lượng sản phẩm và độ nổi tiếng của hai hiệu Uniqlo và Gu thì nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Không có khác nhau nhiều lắm. Đó. Chuyển khoản đủ bao ship anh em mọi người nhá, 230k. Còn rất mới luôn ạ. Lên một mã quần jean có màu xanh rất đẹp cho anh em này. Dáng này là dáng slim fit nha mọi người. Màu rất đẹp luôn. Chung quần này độ mới thì rất là cao. Mọi người có thể thấy cái màu nó rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, chất liệu co giãn, sản xuất thì ở Pakistan. Nói chung là mấy nước như là Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ, Indo, kể cả Trung Quốc, Việt Nam thì đã là những cái nơi made in của các cái nước này sản xuất thì mọi người an tâm luôn nhé. Đặc biệt là cả Campuchia nữa nhé. Campuchia bây giờ thì cũng là một trong những nơi mà được các nhà máy người ta sản xuất đồ jean, rồi kể cả người ta truyền cho các cái công nghệ watt quần jean cũng khá là ấn tượng, khá là đẳng cấp luôn. Rất đẹp mọi người ạ. Đây này, đặc biệt là cái miếng táp phía sau à, của thương hiệu đây, voi chin khâu này, chất liệu da thật luôn nha mọi người, rất dày dặn, rất là xịn sò. Đó. Mã là E206 này. Vòng bụng của các bác cứ 89 90 là vừa nhá. Ống 16, đùi là 54, chiều dài quần là 106 cm này, 210k, sản xuất tại Pakistan. Xuất qua thị trường Nhật Bản, chất liệu co giãn. Đó. Mã nào cũng vậy nhá, chuyển khoản đủ em bao ship các bác. Thêm một dáng quần jean Zigula nữa này, lên cho các bác và anh em. Quần này thì có vòng bụng cũng khá lớn ạ. Tầm cỡ 88 89 90 mang vừa này. Chất denim truyền thống. Quần này á
sẽ là một cái thương hiệu mà mọi người sẽ cảm thấy rất là quen thuộc khi mà xem những cái phim Hollywood nha mọi người. Đó, mọi người xem những phim Hollywood thì mọi người sẽ thấy cái hình ảnh logo biểu tượng của nó ở đâu đó trên phim rất quen thuộc luôn. Em thì cũng là một tín đồ của phim hành động Mỹ từ những năm tám mấy rồi, cho nên là em cũng hay có những cái ấn tượng về các cái thương hiệu của người Mỹ. Thương hiệu này ấy, thì nó ra đời từ năm 1922 ấy, mọi người, tức là hơn một thế kỷ rồi. Năm nay là năm 23 thì nó đã là 100, ra đời được một 101 năm rồi. Đó, mọi người thấy không? Biểu tượng này có rất là quen thuộc không ạ? Đó, miếng táp này. Hiệu Dickey nhé mọi người. Hiệu Dickey. Hoặc là đọc Dickey được nhá. Tùy mọi người thôi. Williamson. Dickey. Đó, đặc biệt đây đấy mọi người thấy không, cái logo này rất quen thuộc không ạ? Mọi người thấy trên phim hành động của Mỹ rất nhiều không, từ những cái thời năm tám mấy của những cái bộ phim như kiểu là Rambo đó, rồi là các ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ như là Venom các thứ, là mọi người sẽ thấy rồi, logo rất quen thuộc trong phim Hollywood Mỹ luôn nhá. Đó. Mã là E204 này. Vòng đùi là 61 mọi người ạ. Chiều dài quần là 106 cm, vòng bụng thì là 89, ống 20. Sản xuất tại Mexico, xuất quay trường Nhật Bản nha mọi người. 250k cho quần này. Vì nó quá là đẹp và độ mới còn rất là cao nha mọi người. 250k. Tiếp tục là một mã đến từ hiệu Uniqlo. À, đây mới là Uniqlo. Cái hôm nãy nói nhầm Uniqlo không phải, cái hôm nãy là Gu thôi. Gu với Uniqlo nó là một các bạn. Nó giống như là các bác một người thì đi xe Jeep, một người thì đi xe Way. Nhưng mà thực chất nó vẫn là của Honda hết. Chứ không thể nào nó là của ông Suzuki hoặc của ông Yamaha được. Hiệu nào ra hiệu đó. Các tên các sản phẩm tên hiệu nó sẽ khác nhau nhưng mà nó là cùng một hãng Uniqlo cả. Đây là phía trước, mã là E201 này. Vòng bụng 87, ống 19, vòng đùi 56 này, chiều dài quần chưa đến 1 m, 99 cm, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. 250k, 250k các bác nhé. Các bác an tâm luôn, với cái tầm tiền đó giá cả rất hợp lý như thế, lại được bao ship khi các bác chuyển khoản. Mà khi các bác nhận được, các bác giặt quà, các bác mang, các bác không thể chê vào đâu được, không thể chê luôn. Quá là đẹp, rẻ, xong mà sướng cái là dùng nó bền các bác, và nó an toàn các bác nhá, chứ không như hàng chợ đâu. Hàng chợ em nói thật, các bác đi mua làm sao có hiệu xịn sò như thế này, xong rồi giá của nó ít nhất cũng phải gần 400 ngàn rồi, bây giờ cũng phải tầm giá gần 400 ngàn cho một cái quần hàng tàu, hàng chợ của tàu ở Việt Nam. Còn con nào nhìn nó ngon ngon hơn một tí mà cũng chẳng phải hiệu đâu, vẫn chỉ là hàng chợ thôi, nhưng mà nó cũng phải có giá 400 mấy rồi, thậm chí có thể đến 500 luôn đó. Lại tiếp tục lên Uniqlo các bạn. Lại thêm một em Uniqlo nữa, dáng slim fit này. Màu này thì cũng rất nhiều anh em thích nhá. Màu như này nhiều anh em thích. Nhiều anh em thích màu xanh, nhưng mà phần đầu gối và phần đùi thì người ta phải quát nó sáng sáng một xíu như này. Thì nhiều anh em rất là thích cái màu quần quát như này. Mã là E202 này. Vòng bụng là 87. Đó, anh em ạ, chất liệu co giãn mà, cho nên là 86, 87, 88 là vừa. Ống 17, đùi là 54, chiều dài quần là 109 cm này. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. Chất liệu co giãn, 210k cho quần này, quá đẹp chưa ạ? 210k. Lại còn được bao ship khi chuyển khoản. Giá thực sự là kể cả so với hàng chợ thì cũng chỉ là giao sinh mà thôi.
Nhưng quần toàn hàng hiệu, quá xịn sò, cực kỳ xịn sò. Rồi, nguyên zin nhá, nguyên bản luôn này. Gấu quần còn nguyên bản. Ok chưa anh em? Lên một dáng quần skinny, lại tiếp tục màu xanh. Màu xanh này rất đẹp nhá mọi người. Màu xanh này thực sự rất đẹp. Nó không giống như mấy cái màu xanh vừa review lúc trước, vì mấy màu xanh đó nó hơi đậm, màu này lại khác một chút xíu. Dáng skinny à, cũng có thể gọi là quần jean ống côn nha mọi người. Ở đây design United này. Design United có nghĩa là thiết kế ở Mỹ. Nó là một thương hiệu của người Mỹ. Ở đây trên nút quần nó cũng đề United Design. Nút đồng thì là đồng nguyên khối, quá xịn sò luôn mọi người nhá. Đồng nguyên khối xịn sò, nặng trịch xịn sò chưa. Mã là E200. Vòng bụng này 82, ống 15, vì nó là dáng skinny mà cho nên là thường ống nó sẽ rất là nhỏ mọi người ạ. Chiều dài quần là 105 cm này. Vòng đùi thì sẽ là 54. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn 230k, thiết kế ở Mỹ, được design thiết kế tại Mỹ, chẳng qua sản xuất ở bên Trung Quốc. Để giá nhân công nó rẻ thì mấy cái ông chùm mới mới nhanh giàu được, chứ còn lại sản xuất ở Mỹ, trả công cho người Mỹ cao ngất ngưởng, đến tay thì lại khổ người tiêu dùng thôi. Đáng ra một cái quần jean có thể có giá từ khoảng vài chục đô thì toàn cứ vài trăm đô trở lên thì khủng khiếp, kinh khủng khiếp. Lên một chiếc quần jean hàng hiệu đến từ một nhãn hiệu thời trang, từ một nhãn hiệu thời trang cũng khá là ấn tượng luôn. Ở đây có chữ Rowan nha mọi người. Rowan Fashion này, có nghĩa là thời trang hoàng gia. Để xem nào, coi lại phía sau xem nào. Đây, phía sau của quần đây mọi người. Đó, gấu quần nguyên bản đấy mọi người, đến từ một nhãn hiệu thời trang. Đây, mọi người có thể thấy này, miếng táp phía sau nhá, miếng táp phía sau quần nhãn hiệu thời trang này lại được sản xuất ở Việt Nam các bạn, sản xuất tại Việt Nam, xuất Nhật. Đây, mọi người có thể thấy nhá, sản xuất tại Việt Nam, xuất Nhật. Phía trước của quần bên này có một vệt, nhưng mà không phải là vệt sơn do người ta sử dụng nó dơ mọi người nhé, mà là nó là thiết kế của người ta như vậy đấy. Đây, ví dụ người ta sẽ quệt một quệt ở đây để tạo ấn tượng cho mẫu quần, và đây là những vết quát xước à. Những vết quát này thì thường người ta sẽ sử dụng những cái tia nước ở áp lực cao đấy mọi người. Những cái tia nước ở áp lực cao người ta sẽ làm xước. Đó, nó sẽ quát như vậy. Đây, bên này thế, bên này cũng là một vệt sơn nữa. Nhưng không phải là do người sử dụng người ta làm dơ, mà đó là mẫu thiết kế nó như vậy. Công nghệ thiết kế. Mã là E199 này mọi người, đùi 52 này. Vòng bụng thì 80, ống 15. Đó, chiều dài quần là 97, sản xuất tại Việt Nam, xuất Nhật, chất liệu co giãn này. 250k cho quần đến từ nhãn hiệu thời trang Gucci này nhé mọi người. Sản xuất tại Việt Nam, xuất Nhật. 250k. Lên một mã quần lại rất mới nữa này.
cho các bác và cho anh em. Dáng này là dáng slim fit nha mọi người, dáng slim fit cực mới. Nếu như mà mọi người nhận được quần này mà mang trên người ấy, đi ra ngoài không ai bảo là mang quần cũ đâu, người ta sẽ nói là quần jean mới đẹp thế, chất nhờ, ôi mua đâu xịn thế. Biết được cái giá thật khi sở hữu quần này lại còn choáng nữa cơ, quá là choáng luôn, chả phải nói chơi. Ơi, đây là tên hiệu của nó, Zero Basic and Select MFG ở Seoul, Hàn Quốc. Seoul đương nhiên rồi, Seoul chắc chắn là thủ đô của Hàn Quốc, không thể nào là thủ đô của Bình của Triều Tiên được. Đấy, miếng táp phía sau xịn xò cho các bạn, da cừu nhá. À, miếng táp phía sau màu nâu, da cừu màu nâu đẹp không? Không ai bảo các bác cái quần này là các bác mua quần cũ đâu, người ta sẽ nghĩ là các bác ngủ quả quần đi mua đâu xịn xò thế, đẹp không, chất chưa, không mua để 250 làm gì, 250 mua cái bánh pizza cho con ăn cho nó vui chơi chơi là đã hết luôn 250 cho các bạn, chả giải quyết được cái gì đâu thời buổi bây giờ, 300 400 ngàn 500 ngàn chả làm được cái việc gì nhiều đâu. Mua quần mặc vài bữa quăng à, chất. Đó, mã E 198 này các bạn này. Đó, vòng bụng là 78. Ống 15 các bạn nhá. Chiều dài quần là 105 cm này. Vòng đùi của các bác nếu vừa thì sẽ là tầm 50 50 51 52 là vừa nhá. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn 250k là quần này. Đẹp như mới luôn nhá mọi người. Lắm hiệu quá các bạn. Lại hình như có vẻ như con này lại là Uniqlo này, lại hiệu Uniqlo nổi tiếng. Đó, quần này sẽ có màu như vậy nha mọi người. Sẽ có màu xám sáng này, hay còn gọi xám bạc à. Đó, rất nhiều anh em cũng thích cái màu như này luôn. Màu nó như vậy mới hay chứ. Tất cả các đinh tán cũng như là nút này, nó sẽ được sơn màu đen để nó tương phản với cái nền xám sáng này, nền của quần jean màu xám sáng. Đây sẽ là phía sau của quần, luôn là như vậy nha mọi người. Những chiếc quần jean đến từ thương hiệu này, Uniqlo này, luôn luôn người ta thiết kế những cái túi phía sau rất là dễ nhận biết. Quần này sẽ có mã là E197, vòng bụng nhá 82, ống 19, chiều dài quần chưa tới 1m99 cm này, vòng đùi 52, 190k cho quần này nhé các mọi người. Đó, sản xuất tại Nhật, chất liệu có giá 190k, Uniqlo. Thêm một chiếc quần jean màu xanh, đây quay tầm này thì nó mới thật màu đó, màu của nó thật là như này mọi người, đẹp không ạ? Nhưng mà cứ đưa camera sát sát một chút thì nó lại màu nó lại không được thật đó. Thế cái này là do hiệu ứng từ điện thoại thôi mọi người ạ, chứ không phải là do ánh sáng đâu, ánh sáng của em đủ nhá. Đây tên hiệu ấy. Concept Concept One, One nghĩa là một, có nghĩa là Concept một. Đó, ở đây nó có chữ khoang thi này, khoang thi có nghĩa dịch nghĩa nó là chất lượng nha mọi người, tiếng Anh dịch nghĩa là chất lượng, khoang thi là chất lượng, premium là cao cấp. Đó, rất đẹp nha mọi người, quá đẹp luôn. Chắc chắn là các bác nhận được những cái đơn hàng của mình các bác sẽ ưng ý thôi, không có thể nào chê được. Giá thì rất là hợp lý. Mã E196 này. À, vòng bụng em đọc chưa đã? Vòng bụng là 86 này, ống 18 này, chiều dài quần là 101 cm các bác nhá. Vòng đùi của các bác nếu mà vừa sẽ là 56 57 này. Sản xuất tại Việt Nam, xuất
qua thị trường Nhật Bản, chất liệu co giãn, 210k cho quần này nha các bác, 210k. Đó. Size D đây là size 32, nhưng mà tôi tốt nhất là mọi người cứ đo vào bụng là chuẩn xác nhất. Đó. Em lên một chiếc quần jean màu đất nha mọi người. Đó, một chiếc quần jean màu đất luôn này. Đó. Một chiếc quần jean màu đất. Màu này thực ra là rất hiếm nha mọi người. Màu này hiếm gặp lắm. Không thường xuyên gặp đâu. Tại sao em gọi màu đất? Bởi vì thứ nhất, màu chủ đạo ở trên quần ấy thì nó sẽ là cái màu như này. Đấy, đây mới là màu thật này. Đó, màu này màu thật nha mọi người. Đấy. Nó như màu đất đấy. Cho nên gọi màu đất. Và một vấn đề nữa, đây mọi người có thể xem bên trong này. Đó. Công nghệ dệt của người ta. Đó. Bề mặt vải này, màu đất này. Cho nên nó sẽ quát cái màu này. Nó sẽ quát màu này. Sau khi mà màu xanh được phủ trên bề mặt vải ấy, thì người ta sẽ quát làm sao để nó lộ một phần những cái màu đất cơ bản của cái vải này theo cái thiết kế mà họ đã thiết kế sẵn ra để nó tạo ra một cái quần jean như này. Chỗ thì màu xanh nhưng chỗ thì màu đất, nhìn thì có vẻ như là ui rồi ôi chắc quần này màu cháo lòng dơ, không phải mọi người nhá, màu nó vậy đấy. Màu này hơi hiếm à, chính vì vậy đã là màu đất là còn hơi hiếm đấy. Thôi em tạm gọi quần này là quần màu đất hiếm nhá mọi người. À, đất hiếm giờ đang nổi tiếng lắm, Việt Nam mình có cái mỏ đất hiếm khủng khiếp quá, đang dự tính là rơi vào vài ngàn tỷ ấy. Khai thác xong cái mỏ đất hiếm này mà bán hết thì chắc Việt Nam mình thôi lại sắp đuổi kịp với cái ông Hàn Quốc và Nhật Bản đến nơi các bạn, mà đùa đâu. Đấy, quần jean màu đất hiếm, màu nó hơi hiếm, màu đất em gọi màu đất hiếm cho nó máu nha. Họa tiết đây, họa tiết phía sau này các bác nhìn các bác tưởng tượng ra cái gì không ạ? Em nghĩ đây có vẻ là cảnh tượng 3D của ngọn núi nào đấy các bác nhá, biểu tượng ngọn núi nào đấy của một quốc gia nào đấy. À, mà còn chưa đọc cái tên hiệu của nó đâu, không biết là cái hiệu này nó có đến từ Mỹ không. Người Mỹ thì họ hay ở đây nó có cái chữ chu hao thì từ tiếng Anh dịch nghĩa nó có nghĩa là nhà nha mọi người. Còn cái từ này em cũng ít gặp trong tiếng Anh đó. Ít gặp các bạn, thực sự ít gặp. Đây có chữ pô. Professional basic jean. Pô thì có nghĩa là nó mang tính đẳng cấp, cấp chuyên nghiệp. Thôi, chả dịch mất thời gian các bạn. Chỉ biết là đấy tên hiệu nó đây các bạn nhé. Màu đất, em gọi là jean màu đất hiếm này. Đó, mọi người có thể xem lại. Đây, phần đĩa này. Đĩa người ta thiết kế hai vòng đĩa quần luôn mọi người nhá. Đó. Rất là phức tạp luôn, không phải đơn giản. Mã là E195 này. Vòng bụng của các bác 9596 là mang vừa nhá. Ống 19 này. Chiều dài quần là 111cm này. Vòng đùi thì sẽ là 60. 190k cho con màu đất hiếm này nhá. À, size của nó đề size 34 các bác. Nó tầm size 34. Đó. Chuyển khoản đủ bao ship các bác mọi người. Lên tiếp một mã quần. Có công nghệ dệt rất là mỏng nha mọi người. Công nghệ dệt mỏng. Các bác có tuổi một chút mà mang cái quần này thì sẽ rất là dễ chịu. Nó cực mỏng luôn mọi người ạ. Mỏng lắm. Mỏng còn hơn cả cái vải đũi mà các tài tử hoặc là giới nhà giàu người ta hay mang những cái quần áo vải đũi. Mỏng lắm.
mỏng thì đồng nghĩa với việc là sẽ mát nhé các bác. Mát thì cũng có nghĩa là nó nhẹ nữa. Đó. Tên hiệu của nó đây. Đó, mọi người thấy không? Các cái viền túi này. Người ta may cũng rất là khác biệt luôn nhá. À, tên hiệu này. Trên nút quần này. Hay không ạ? Sự là cũng rất là ấn tượng cho bác nào có tuổi một chút nhưng mang những quần này thì nó rất là hay luôn. Đó, tên hiệu nhá. Ở đây có chữ New New Horizon. Hori có vẻ giống giống kiểu từ Nhật Bản. Đó, túi phía sau nhé mọi người. Các bác mang thì sẽ rất là dễ chịu mà nó phù hợp với các bác có tuổi một chút. Thứ nhất là về màu, thứ hai là thiết kế của nó. Đó, mép túi này, mọi người thấy hay không? Rất là hay ho luôn. Đảm bảo các bác vừa bụng chiếc quần này các bác sẽ mang rất là dễ chịu. Mã là E194 này. Vòng đùi 64, ui 6 bùng đùi 64 thì các bác mang rất là thoải mái luôn. Hiếm người nào vòng đùi hết cỡ đến cỡ này lắm. Rất cho nên là thiết kế này là thiết kế rất là thoải mái cho người mặc. Sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật 170k cho quần này. 170k các bác, chuyển khoản đủ nhà em lại báo ship nữa. Vòng bụng các bác 96, 97 mang vừa. Đó, lai quần hay còn gọi ống quần. Đo là 23 nha các bác. Chiều dài quần là 104cm này. Ok cho các bác nhé. Lên một dáng quần ống đứng nữa cho các bác này. Hay còn gọi là dáng Zigula. Đó. Quần này là sao nào? Cũng rất là mỏng mọi người ạ. Với công nghệ dệt denim rất là mỏng luôn. Cũng phù hợp với những bác có tuổi và thể trạng cao lớn một chút nhé. Đến từ thương hiệu Dyson. Đó, hiệu Dyson. Đó. Dyson. Phía sau miếng táp thì bằng chất liệu giấy. Chất liệu giấy tổng hợp của các hãng jean vẫn hay thường sử dụng cái công nghệ làm táp như vậy. Đặc biệt nhất là ở thương hiệu Levi thì mọi người sẽ rất quen thuộc với những miếng táp cùng chất liệu như vậy. Đó, quần này sẽ có mã là E193 mọi người. Vòng bụng á, vòng bụng thì sẽ là 91 nha mọi người. À, vòng bụng 91 này, ống 22. Chiều dài quần là 111cm này. Vòng đùi thì sẽ là 67. Sản xuất tại Hàn Quốc, xuất qua thị trường Nhật Bản. Chỉ 130k cho quần này. Giá học sinh chỉ 130k. Cho các bác mặc đi chơi cũng ok. Lên một mã quần jean nữa cho các bác có thể trạng cao to một chút này. Có thể trạng cao to một chút nhá. Đây, cái túi này được thiết kế rất là hay ho bên này. Túi đựng quẹt Zippo. Đó. Ở đây có chữ Rossa này. Size của nó size 36 nhá các bác. Đây có chữ Premium này. Premium. Khoang thi có nghĩa là chất lượng cao cấp. Đó. Chất lượng cao cấp nhá. Đây, tiếng Anh dịch nhanh thì nó như thế. Nút thì nút đầu nguyên khối. Đây phía trước. Mã là E192 này. À, vòng bụng khá lớn các bạn. Vòng bụng các bác cứ từ 100-101cm là vừa nhá. Ống là 19 này. Chiều dài quần là 110cm. Vòng đùi sẽ là 65. Đó. Chiều dài của quần đấy. Thì em nói là 110. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật này. Chất liệu co giãn nhẹ các bạn. 170k cho quần này nhá. Còn đây sẽ là phía sau của quần này các bạn. Đó, phía sau của quần. Đó. Phía sau của quần các bác có thể xem thiết kế. Quần này dáng Zigula các bác nhé. Hai túi hậu phía sau này. Đó, ok chưa? Đảm bảo các bác rất đẹp. Mũ độ vòng bụng hơi lớn một chút. Giá này rất hợp lý rồi đây. Miếng táp này.
Người ta có biểu tượng in hình chiếc xe mô tô và chữ Rosa Chin, có nghĩa tên hiệu của nó. Đó, chuyển khoản đủ nha em, bao ship các bác. Lên một mã quần jean, có lẽ là cái dáng quần này thì lại dành cho các bác có tuổi một chút nhá. Hoặc các bạn thanh niên mà ưa thích cái phong cách mặc kiểu vintage thì cũng có thể lựa chọn mã này. À, với thiết kế cái túi chéo này thì đúng đúng rồi. Túi chéo này thì sẽ hợp hơn với những cái bác có tuổi một chút ạ. Bác có tuổi một chút thì sẽ hợp hơn. Bình thường các bác có tuổi hay thích mang mấy quần jean túi chéo. Bình thường hay gặp ở các bác 6 mấy tuổi đến 7 mấy tuổi, thậm chí là trên 80 mà phong độ vẫn ok thì các bác vẫn hay thích chơi đồ jean và hay chơi những cái dáng quần như này. Em thì em gặp rất nhiều. Đó. Mang những quần này các bác sẽ rất là thoải mái luôn nhé. Mà con cháu thì lại thấy ông cụ nhà mình vẫn phong độ như ngày nào. Ôi, mặc dù nghỉ hưu lâu lắm rồi, ăn lương nhà nước là mười mấy năm trời, thậm chí hai mấy năm trời rồi, nhưng mà ông nào cũng mang quần jean. Đó, chất chưa. Đấy. Đó, mã này sẽ là E193 này. Vòng bụng nhá, vòng bụng nó cũng khá là nhỏ rồi, vòng bụng của các bác cứ từ 75 76 là vừa. Ống quần, gấu quần thì là 25 này, dài quần á. Chiều dài quần là 106 cm này, vòng đùi thì 70 thì các bác thoải mái, các bác mặc rất thoải mái dễ chịu luôn nhá. Mà vẫn phong độ. Đó. Sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật. Đó, em giá quần này thì còn rất đẹp nhé, nhưng mà giá các bác nhé, giá học sinh luôn này. À, giá học sinh 150k, chuyển khoản đủ các bác còn được bao ship nữa thì cực kỳ là học sinh luôn rồi nhá. Thôi chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nhà em nhé, tạm biệt các bạn.